Tâm xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm vài món ẩm thực dân dã cho mọi người xem. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người nha. Bạn quá. Cái món này phải làm kỹ, không kỹ nó hôi lắm. Giờ mình phải để ớt khoảng nửa tiếng nha mọi người, cho gia vị nó thấm đều. Cái ruột heo này vậy mình phải làm sạch nha, không nó hôi lắm. Sáng sớm ba mình làm sạch sẽ rồi, mình không có quay được cái cảnh đó. Giờ bắt lên bếp nấu cho nó chín rồi mọi người. Giờ tới món ốc dạo mọi người. Ở dưới quê thì bắt ốc gạo này nhiều lắm mọi người. Một cái chanh ăn là hết bài luôn mọi người. Một cái nước cốt dừa, một cái đít gà, xào nước cốt dừa cũng ngon lắm. Hôm nay dịch giả thì không có ra chợ mua nước cốt dừa được. Mình lột cái chanh lên mình chấm mắm gừng ăn nha mọi người. Chọn cho chắc. Chế dừa này mình đổ vô cái nồi phấn lấu nha mọi người. Chế dừa này sáng mà mua nhiều à? Cũng mua. Ấy giờ chết chặt rồi. Non quá, nó vừa lửa vừa lửa non quá. Không có chuyên nghiệp mọi người. Chẳng cái không phải. Chạy từ đây ăn ngọt. Ăn như vừa nó cũng ngọt. À, quay đổ lên. Đổ hết cái dừa này vô luôn nha mọi người. Bắt đầu. Nồi ốc đây nè mọi người, ốc luộc lá chanh. Để cái nồi phá lấu này chín cái mình bỏ cái nồi ốc lên mình luộc. Ba mình mới bắt được con rắn mọi người. Mọi người biết con rắn này rắn gì không? Ở dưới miền Tây ta gọi là rắn lãi, còn ở trên mình là con mây.
ở đâu con rắn này xui thì cũng lủi ra. Đang bà ngồi nhậu mà nó lủi ra chỗ này thì nó lên dĩa không mọi người. Không thấy lên nè. What? What the fuck? Hải bà bắt ống gì đó, con rắn. Đó. Bự, không may nó về là nó thôi. Không may về là bự lắm mọi người. Rắn này nó bự quá rồi đây. Ở cái đôi á là gì? Là dữ dằn. Ôi, cái đuôi nó dài quá. Dài. Dạ nó không kém họ dâu á. Thôi rồi đi. Con dâu có ăn rắn không? Ơi coi chừng cái nồi kia nha. Có. Mày có ăn rắn không dâu? Nó ăn làm cho con ăn nha. Tao có ăn không? Tao không biết ăn. Không biết ăn gì hết á. Con này ba bắt ở đâu? Tấn tấn nó đi ăn nó bắt được ba. À không ăn bắt nè. Gắn mập sớt mọi người ơi. Mập sớt nó nhiễm ngay. Nó mập sớt đi cái lát mà trọng vô. Đại chiên cuốn lên kìa, mập sớt quét rồi kìa. Vô đi đi càng bạc cái đó. Được ra bên quét đi. Món khó lấu vậy nó cũng cạn nước rồi mọi người ơi. Nó hấm nó mềm rồi. Ý cha, nó dăn vô mắt mình rồi. Chết rồi. Nó cũng mềm rồi mọi người. Cạn nước rồi vậy là được rồi. Mình bắt đúng. Rồi bỏ nồi ốc lên đủ. Ốc này thì nó mau chín lắm mọi người. Đột mà thấy nó mở miệng là vừa nha mọi người. Mà chín quá nó teo ngắt lên. Ăn hết ngon rồi. Khó lấu thì mình đem vô mình chiên. Mình nó thấm gia vị. Nó đỏ ao ngon rồi mọi người. Đem chiên thì mình sắc miếng nhỏ ra vài cái dĩa ăn nè. Dầu nóng rồi bỏ vô. Nhiều quá, chín hết. Còn quá trời luôn mọi người. Trời ơi, lấy gì một khúc. Nhìn khúc gà hàng lon. Trời ơi, chú Quỳnh nó bỏ vô và hấp chảo luôn. Một quả hấp này chảo này chìm đủ. Nồi ốc cũng chín rồi mọi người. Thơm quá. Nó mở miệng hết trơn rồi. Luộc lá chanh nó như nó hấp. Mùi chanh lên nó thơm lên. Rồi đây mình nhắc xuống nè. Xong rồi mọi người ơi, có mấy món đơn giản thôi, ốc luộc lá chanh chứ khó lấu, luộc heo quá mọi người. Wow, này rắn bằm sớ xúc với bánh đa nè, này mắm gừng chấm với ốc làm hai bàn mọi người. Này để cho mấy đứa nhỏ với phụ nữ ta ăn. Còn mấy chú cháu mình nhậu bên đây. Nhậu cũng đơn sơ thôi. Vài món thôi. Help me. Help me. Nigga. Help me. Chấm mồi. Ủa. Xúc miếng rắn cho biết cảm nhận đi. Món rắn ngon hay dở. Đó. Đó. Sao? Ngon. Sao tí? Ngon sao? Ngon được luôn. Ngon hơn tập trước anh em mình làm một xương. Nè
Tụi con chưa ăn từ từ đi. Bạn của phụ nữ cũng ngon quá mà. Cái bằng hỏi á. Phụ nữ là cho em. Có biết ăn không? Nó bẻ hai mấy ổ mới vừa lên mà. Cầm nó lên mới chưa bọt vàng hai mấy. Đúng rồi, đã có cá nhiều rồi. Mọi người ăn với mình một miếng ráng súp bánh đa nha. Nó ra ung tùm. Nó bằng hết vậy mà sao nó không cay chứ. Mày làm gì? Ngon lắm rồi. Quá lấu hả? Này nhậu rồi, nó sảy rồi. Làm miếng nữa nha. Chào mọi người nha. Ngon quá. Mày đi. Tao hết. Tao ăn đâu nữa. Trời ơi. Cái nào cho mày đúng không? Mình em ăn mày tao. Mày gì chấm nó ăn đi. Mình mời mọi người cái gì ba ăn một miếng pháo lấu nha. Đâu uống rượu hết rồi. Kẹp đưa lên ngon lắm. Kẹp một miếng này nóng được ngon ngon. Chê rồi. Ủa cũng hay bài uống nó không phải nhớ cùng. Mọi người phải cần nó chơi. Bây giờ ông không lên lên đâu. Hơi ngọt á. Được, ốc mới ra nó có nước. Ngon rồi. Con chấm nó phải thật chút chấm nó mới thấm vô. Ở đó ốc bù á. Ông bây giờ cái ốc này cầm ở quê tôi người ta kêu ốc đó mẹ mới ngon nhau. Cầm em con ốc anh tí. Ốc gạo á, không bị bự hết. Đúng nè, nè. Nè, cái đủ nguyên chất không mà. Nên làm đồ, đó, ngon nè. Nhưng mà nấu có khó. Chính là mà làm 2 ly nè. Ba anh em làm 2 ly, đi cùng với bia luôn. Rồi mọi người ăn với mình con ốc gạo nha, chấm mắm gừng. Mượn được nửa lon gạo trong lon chua mà đeo. Ngon. Ngon mọi người. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người xem video nhớ ấn like, ấn chia sẻ, ấn đăng ký và ấn chung thông báo để nhận những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.